chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thế giới của các cỗ máy. Quý vị và các bạn thân mến, trên tay mình là một chiếc máy phun sương. Chiếc máy này ở trên đầu thì nó có một cái sừng trâu cũng khá là cute đúng không nào? Ở trong thì có một cái tràm hình con trâu màu trắng. Ở bên ngoài thì có một lớp vỏ màu trong. Các bạn cũng có thể nhìn con trâu cute ở bên trong đấy. Còn ở dưới là màu trắng. Cái này thì mình đã mua ở trên Shopee. Các bạn chỉ cần nhấn vào tìm kiếm và nhấn máy phun sương cute, nó sẽ ra chiếc máy này đấy. Và có hai điểm đặc biệt ở đây là các bạn cho nước vào, các bạn nhấn vào nút này, nó có thể phun ra khói. Ở đây thì có đèn nhấp nháy, có màu đỏ, màu xanh dương và màu tím. Còn các bạn thích những chiếc máy nào thì hãy nói cho chương trình Thế giới của các cỗ máy biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!